Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách đăng ký và KYC tài khoản trên sàn Binance. Tiếp theo video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách đăng ký và KYC tài khoản trên sàn Hotbit tại địa chỉ hotbit.io. Vâng thưa quý vị, Hotbit tuy không phải là một sàn nằm trong top những sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất tại thời điểm hiện tại, nhưng Hotbit được rất nhiều các trader Việt Nam đánh giá cao. Rồi, trước khi đi vào nội dung chính của video, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Ok, bây giờ quý vị hãy truy cập địa chỉ hotbit.io này. Quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt nếu như chưa có tiếng Việt này. Rồi, bây giờ quý vị nhấp vào đăng ký này. Quý vị để nguyên là email. Ở ô thứ nhất, quý vị hãy nhập địa chỉ email của quý vị vào này. Rồi, nhập xong quý vị hãy nhấp vào gửi. Bây giờ quý vị hãy mở email lên. Ở đây KTV đã đăng nhập sẵn vào email rồi này. Quý vị vào hộp thư đến. Ok. Thì đây là cái địa chỉ email Hotbit họ gửi đến này. Quý vị hãy mở lên này. Quý vị hãy lấy cái mã xác minh này. Ok chưa? Đó. Copy này. Trở lại với cái sàn Hotbit. Quý vị hãy nhập cái mã xác minh vào cái ô mã xác minh email này. Rồi ô thứ ba, quý vị hãy nhập mật khẩu. Quý vị đặt mật khẩu. Ô thứ tư, quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Quý vị lưu ý này, mật khẩu từ 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ viết hoa, viết thường, số và những ký tự đặc biệt. Cái ô khách mời này, quý vị hết sức lưu ý này, quý vị nhập là 242 9640 9640. Quý vị nhập cái mã mời này thì quý vị sẽ được giảm 20% phí giao dịch trên sàn Hotbit. Ok chưa? Rồi bây giờ quý vị hãy nhấp vào tôi đồng ý này. Rồi quý vị chọn đăng ký này. Ok, thông báo đã đăng ký thành công tài khoản trên sàn Hotbit. Bây giờ quý vị hãy đăng nhập này. Quý vị hãy nhập địa chỉ email mà quý vị vừa đăng ký vào này và nhập mật khẩu này. Nhập xong quý vị nhập để xác minh này. Rồi quý vị chọn đăng nhập. Ok, đăng nhập thành công này. Quý vị tìm đến cái phần tài khoản này phía bên trên. Quý vị click vào cài đặt bảo mật. Rồi, bây giờ quý vị hãy bật xác thực SMS đi. Quý vị chọn cho phép này. Rồi, quý vị nhập cái số điện thoại của quý vị vào này. Quý vị bỏ số 0 ở phía trước đi. Rồi, nhập xong quý vị nhấp vào gửi này. Quý vị hãy mở tin nhắn lên để lấy mã xác minh. Rồi, quý vị nhập mã xác minh vào này. 8632 94 963 294.
Nhập xong quý vị click xác nhận này. Rồi, quên cái ô thứ nhất đây này, quý vị hãy nhập mật khẩu đăng nhập này. Rồi, quý vị chọn xác nhận. Ok, vậy là đã kích hoạt xác thực SMS rồi. này. Bây giờ quý vị hãy bật xác thực auth lên này. Trong cái phần thứ hai xác thực này, quý vị chọn là cho phép. Rồi, quý vị click kế tiếp này. Bây giờ quý vị hãy quét cái mã QR này từ cái app auth. Quý vị ai chưa biết cài đặt cái app auth thì quý vị có thể tìm những video trước KTV đã chia sẻ. Rồi, KTV sẽ quét cái mã QR code này và thêm nó vào cái app auth trên smartphone. Rồi, quý vị quét xong thì chọn kế tiếp này. Ở ô thứ nhất, quý vị hãy nhập mật khẩu này. Ô thứ hai, quý vị hãy nhập cái mã auth mà quý vị vừa thêm trên cái app auth từ một cái smartphone khác vào này. Rồi, quý vị click xác nhận này. Ok, đã xác thực. Rồi, bây giờ để KTV xem nào. Cái sàn này nó có cần KIC không? Ok, vậy là cái sàn này không cần phải KIC. Rồi. Về cái phần nạp rút thì quý vị có thể vào cái tiền vốn này. Đó. Thì quý vị click vào cái nạp tiền để nạp. Nạp tiền này. Rồi, thì ở đây mặc định là USDT, quý vị có thể thay đổi này. Và quý vị đánh cái mã vào, ok chưa? Thì trên này họ hỗ trợ 4 trên ERC20, BEP20, BSC, TRC20 và HECO. Rồi, khi quý vị nạp tiền vào cái sàn Hotbit này thì quý vị chỉ cần chọn thứ nhất là mã token, ok chưa? Đó, mã token. Thứ hai là mạng lưới hay còn gọi là chain. Đó, quý vị có thể nạp vào bằng chain ERC, BEP20 hoặc HECO với cái token là ETH này. Và quý vị chọn cái chain nhận này là ERC20. Thì quý vị khi gửi từ bất cứ một sàn nào hay từ một cái ví nào thì cũng quý vị cũng phải gửi đúng cái chain là ERC20, ok chưa? Thì tức là quý vị gửi trên nào thì nhận trên đó. Đó. Ok. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây.